Và Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bản tin Hoa Thủy Đốn. Hôm nay thứ Bảy, 13 tháng 7 năm 2013. Mở đầu trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem Bản tin phân tích thời sự thế giới. Tiếp đến là Bản tin tổng kết kinh tế và tài tránh, sau đó là phần thông báo cộng đồng. Và sau cùng, xin kính mời quý vị đón xem tiếp mục Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với phần tin thời sự và chủ đề trong tháng, ẩm vàng ngày quần lực. Thế xin kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự thế giới. ván cờ ngoại giao trên biển Đông Nam Á. Sau một thời gian diễn võ dưa ngoài, Bắc Kinh bị phản ứng ngược khi các lánh diện phương Nam đã chấp nhận giải pháp dựa vào Hoa Kỳ và các cường quốc Nhật Bản, Ấn Độ để duy trì vùng biển hòa bình và phát triển thay vì chịu lép vế trước cường quyền Trung Quốc. tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN và Trung Quốc. Nhật Bản, Đại Hàn, Bộ trưởng Vương Nghị phải mời 10 nước Đông Nam Á tới Bắc Kinh vào tháng 9 để tham vấn về bộ quy tắc ứng xử trên Việt Nam Trung Hoa. Bắc Kinh muốn loại Hoa Kỳ ra khỏi việc hình thành bộ quy tắc nên phải giành quyền tổ chức để tiến hành hai biện pháp nhằm thao túng hội nghị nên yêu cầu Hoa Thị Đốn chỉ giữ vai trò giúp đỡ. Bắc Kinh sẽ dùng trường hợp tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc được Chủ tịch hai nước Tập Cận Bình và Trường Tấn Sàn ký hôm 21 tháng 6 năm 2013 như một mô hình hợp tác giải quyết các vấn đề trên biển, thông qua thương lượng và hợp tác song phương. Với chỉ tệ trên 3.000 tỷ Mỹ Kim, Bắc Kinh sẽ dùng hợp tác kinh tế làm mồi cầu cho trụ trường gác tranh chấp cùng phát triển. Vì thế, Bắc Kinh cần phá chiến lược trục xoay của Hoa Kỳ bằng cách kêu gọi nước này đứng bên ngoài các vụ tranh chấp trên Việt Nam Trung Hoa để cô lập phi lộ tân, trong khi họ về đối tác chiến lược tại Hoa Thị Đốn hôm 11 tháng 7. Sau khi thu phục Việt Nam, thì đối thủ duy nhất của Trung Quốc trên Việt Nam Trung Hoa hiện nay chỉ còn có phi lộ tân, nên Bắc Kinh cố tìm cách cô lập Manila trên phương diện ngoại giao trong chuyến công du châu Âu, Ngoại trưởng Albert Rosario tuyên bố Phi đã nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm một giải pháp hòa bình giải quyết tranh chấp với Trung Quốc. Tuy nhiên, đã không thành công nên phải đưa ra tòa án trọng tài về luận biển. Quan điểm của Manila được châu Âu ủng hộ khiến cho Trung Quốc thêm phần lúng túng. Phát ngôn nguyên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hòa Xuân Ánh phản pháo, nhiều lần chúng tôi đề nghị Phi tiếp tục hoặc thiết lập cơ chế tham vấn mới để giải quyết tranh chấp nhưng chưa có phản hồi. Chúng tôi có đủ cơ sở pháp lý và không chấp nhận trọng tài. Tòa án đã chỉ định đủ năm thẩm phán để xét vụ kiện liên quan đến đường chính vạch nên dù Bắc Kinh có tham dự hay không thì tòa án vẫn tiến hành. Bắc Kinh dùng cách đe dọa quân sự làm cho Manila ép sát vào Hoa Kỳ và Nhật Bản đấu tranh pháp lý lại không dám ra trước tòa án trọng tài về luận biển sử dụng ngoại giao lại bị nghi ngờ khiến cho trung quốc ngày càng bị cô lập